kính chào quý khán giả của Agent World Media và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Kim Tiền Sát Phạt của chúng tôi. Hôm nay ngày 8 tháng 10 năm 2019, Thùy Linh rất hân hạnh được trở lại với chương trình để đem lại cho quý vị những công thức và khái niệm mua bán, trao đổi trên thị trường chứng khoán với mục tiêu làm ra thật nhiều lời. Cùng với Thùy Linh trong ngày hôm nay là anh Nguyễn Thanh Vũ, giám đốc điều hành công ty NTV Financial Group. Anh là một investment banker, một underwriter có đường dài kinh nghiệm sát phạt trên thị trường chứng khoán trong hơn 2 thập niên qua với Goldman Sachs. Dạ, xin chào anh Vũ. Chào Trish, Thùy Linh. Kính chào quý vị khán giả của đài Asian World Media. Thật là vui khi trở lại với quý vị trong cái show này ngày hôm nay. Đây là một cái show mà tôi nghĩ rằng không có cái show này là tôi thiếu đi một cái gì đó trong một cái tuần của chúng tôi. Cho nên tôi phải có cái show để mà tôi nói cho quý vị những cái gì mà trong lòng chúng tôi đang muốn nói với quý vị, để mà quý vị có thể làm ra thật là nhiều tiền, thật là nhiều lời trong tương lai, trong cái tuần của quý vị. Dạ. Thì câu hỏi đầu tiên cũng trở lại với những cái không phải là kinh tế, cũng không phải là chính trị, nhưng mà chúng ta được biết là chúng ta theo dõi news thì cũng thấy là cái chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc kéo dài và như ngày càng có nhiều tranh luận hơn. Và như anh Vũ đã nói những cái show trước là chúng ta không xài hàng Trung Quốc nhưng mà chúng ta sẽ mua cổ phiếu của Trung Quốc. Vậy thì không biết là cổ phiếu của Trung Quốc có còn lên tiếp tục nữa hay không mà anh Vũ lại khuyên chúng ta như vậy. Thì không biết là anh có thể cho những cái ý kiến riêng của anh về những cái cổ phiếu của Trung Quốc trong khi mà chiến tranh kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn kéo dài như vậy. Kính thưa quý vị, cái chiến tranh kinh tế này đó chúng ta là lạ. Nhưng mà thật sự ra nó đã xảy ra 20 năm trước rồi, thưa quý vị, đã một lần nó xảy ra rồi. Cái chiến tranh kinh tế đơn giản thôi là hai bên muốn giành giật cái thị trường lẫn nhau. Có nghĩa là sao? Tức là Mỹ muốn giành giật lại cái số lượng consumer, hay là những số lượng của những người mà họ tiêu dùng đồ hàng hóa của mình, muốn giật lại đem về nước Mỹ, và Trung Quốc lại không muốn let go, hoặc là Trung Quốc cũng muốn giật lại. Trung Quốc cũng có thể nói với tất cả nhân dân của họ rằng buy China made only. Chúng ta chỉ xài hàng Trung Quốc thôi, không được xài hàng Mỹ. Nhưng mà cái câu nó hơi vô duyên chút xíu. Nhưng mặc dù vậy, nhưng mà nó vẫn có thể như thế đó. Thí dụ như tôi bây giờ, cái quality của hàng của Việt Nam mình đó, nó cao đến cái level bây giờ. Nếu mà tôi bước vô Macy mà không make in Vietnam, tôi sẽ không mua món hàng đó, quý vị tin được đó không? Khi một quần áo mà không có may bên Việt Nam, rất là khó cho một người ở Mỹ bây giờ họ mua. Thì họ rất là thích mua những cái mũi kim mà may ra từng đường kim ở tại bên Việt Nam. Cho nên mình vì cái quality, vì cái chất lượng của mình nó quá cao đến độ mà mình đã mang một cái brand name cho một cái thế hệ rất là lâu dài. Ví dụ như xem sinh nhật cũng dự vậy, quý vị. Quý vị nhớ là sinh nhật, thật sự ra trong nguyên tắc bây giờ sinh nhật và xe Mỹ nó ngang cơ với nhau. Nhưng mà nếu người ta chọn để mua sinh nhật hay là xe Mỹ, là sẽ mua sinh nhật. Tại sao? Đơn giản vậy thôi, quý vị. Tại vì cái survey nó ra như vậy rồi. Rất là đơn giản là tại sao? Tại cũng còn một đồng đô la đó mà người ta nghĩ rằng xe Nhật có thể chạy tới 300.000 mai và xe Mỹ không chạy tới 300.000 mai. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện của ngày xưa. Ngày hôm nay xe Mỹ có thể chạy tới level đó luôn, thưa quý vị. Chúng tôi mình thấy cái điều đó. Nhưng mà tại vì 10 năm, 20 năm trước, xe Nhật nó đã tạo một cái brand name. Nó đã cho tất cả mọi người có một cái khái niệm là xe Nhật là xe bền nhất trên thế giới và xài lâu nhất, và nó có thể chạy nhiều mai nhất trên thế giới, nhiều hơn tất cả những xe khác. Cho mặc dù xe BMW, có một chiếc xe BMW quý vị biết là họ đã test 3 triệu mai vẫn còn chạy được như thường. Nhưng mặc dù điều đó nó không có làm được cho cả thế giới tin được là xe BMW có thể chạy được như vậy. Nhưng mà người Nhật làm được. Thì cho nên quý vị mới thấy rằng những cái gì mà họ build cái brand name, họ build trên nền tảng quality đó, nó sẽ đi rất là xa và rất là xa về vợi luôn. Ngày hôm nay muốn giật lại thị trường phải build trên quality. Trung Quốc, hàng của Trung Quốc thì tất cả mọi người cứ nghĩ rằng nó không có quality, nhưng mà có rất là nhiều món hàng ở Trung Quốc quý vị không thể nào xài được ở tại Mỹ này, tại vì nó rất là high end và rất là mắc tiền. Những cái phone của Huawei điển hình của quý vị, thứ nhất là người ta có thể nói rằng đó là Samsung, Apple và Huawei là ba cái brand name mà nó dominate cả thị trường quốc tế. Mặc dù ở đây chúng ta không ai xài cái phone đó, tôi có xài một cái phone đó là tại vì tôi phải xài qua một cái group tên là Porsche Design, nó dùng cái phone đó thôi. Nhưng mà đó là cái điều quan trọng. Rồi chúng ta thấy rằng hàng hóa nó phải có quality thì mới giành được cái giới tiêu thụ về với mình. Trong cái căn bản của chiến tranh mà kinh tế đó, công ty nó không có base trên cái chính trị, thưa quý vị. Người ta cứ nghĩ rằng công ty sản xuất
thị trường tự do nó là chính trị không phải. Công ty nó based on earning và earning only. Bây giờ giàu cho chính trị nó có tốt cái nào đi nữa mà earning nó không có đủ là không được. Bất cứ công ty nào của Mỹ và luôn công ty của Trung Quốc, nếu mà quý vị so sánh cái ratio của nó, cái growth rate của công ty của Trung Quốc gấp 3 lần công ty của Mỹ. Đó là cái điều mình không thể nào mình không xác nhận được điều đó. Khi một cái social media của Mỹ quarter to quarter nó grow khoảng 20-30% revenue, Trung Quốc grow 60% và 90% revenue của thưa quý vị. Và tại sao? Tại vì tôi nghĩ rằng cái giới tiêu thụ của social media ở bên Trung Quốc họ có thể nói là mình có thể là nói không có gì làm, có thể họ có nhiều thời giờ để họ sẽ access cái social media nhiều hơn, cho nên cái revenue của nó cũng cập nhật cũng mạnh hơn. Cho nên tôi nghĩ những cái gì mà đụng tới social media Trung Quốc rất là mạnh. Và quý vị nhớ rằng cái internet đầu tiên hay là một cái search engine đầu tiên là do người Trung Quốc làm ra chứ không phải là người Mỹ. Quý vị nhớ Yahoo à? Quý vị nhớ Jerry Yang là tổng giám đốc của Yahoo phải không? Tôi nhớ cái ngày phôi thai đầu tiên mà chúng tôi compete để mà xài được cái connection của cái Yahoo không, đó cũng trầy da trong dãy quý vị. Nó phải rất là khó khăn mới mà start this connection được cái mà xài cái internet đó. Mà đó tôi nhớ là 20 năm trước nó là một cái gì quá lớn đối với tôi và với cái thời đại của chúng tôi. Mà Jerry Yang là một người tài mà họ làm ra, họ kết hợp được cái search engine đó và luôn cả những cái hệ thống internet như vậy. Tôi thấy những cái production mà mạnh như vậy không thể nào mà mình ignore được, thưa quý vị. Không thể nào mà chúng ta ignore được sự thành công của Alibaba. Quý vị chúng ta không bao giờ có thể nào ignore được cái sự thành công của Tencent và tất cả những cái công ty media của bên Trung Quốc. Chúng ta không có ignore được. Tại sao? Tại vì cái growth rate của nó lẹ hơn gấp 10. Trong khi đó tại ở Mỹ này, eBay không thành công bằng Alibaba. Quý vị thấy không? Mặc dù eBay ra trước hơn Alibaba. Thì cho nên chúng ta mới thấy rằng đó, mình trong chiến tranh này, trong cái chiến tranh kinh tế này, nó vẫn có cái mặt lợi của nó là sao? Là mình biết chọn và nó cho mình cơ hội để mình chọn đúng cổ phiếu, đúng quality của Trung Quốc và của Mỹ để mà chúng ta bước vào và chúng ta make money. Cho nên quý vị đừng có ngại vấn đề về chiến tranh kinh tế. Chiến tranh kinh tế kể như là một cái điều tốt đi, chứ đừng có nghĩ rằng nó là một cái gì xấu. Và đây, tại nếu mà nó xấu thì là thị trường không có hit new high. Thị trường đang chuẩn bị để break out, thưa quý vị. Cho nên quý vị thấy rõ ràng không? Chiến tranh kinh tế này nó có lợi cho ai? Trong Mỹ và Trung Quốc cả hai. Cho nên chúng ta cứ bình tĩnh và đầu tư song phương, không cần thiết chúng ta cứ đi theo cái tin tức hàng ngày, không cần thiết cái điều đó. Quý vị cứ divide phân nửa Tây, phân nửa Đông. Để mà chúng ta bỏ tiền vào invest đó là như vậy thì quý vị sẽ an toàn hơn. Dạ đúng rồi, cảm ơn anh Vũ. Như quý vị hay thường nghĩ là chiến tranh kinh tế là một cái gì, hoặc là chiến tranh nói chung là một cái gì rất là xấu. Nhưng mà thực ra như lần trước cũng có những lần mà Thùy Linh và anh Vũ cũng đã nói tới, đó là chiến tranh là một cái opportunity cho chúng ta để chúng ta make money. Cho nên những người nào mà big cash lấy được cái cơ hội này thì sẽ là làm ra được cái big profit trong cái lúc mà chiến tranh. Tại vì lúc mà thời hòa bình không có gì xảy ra thì chúng ta không có được cái opportunity đó. Cho nên hy vọng là quý vị sẽ coi show Kim Tiền Sát Phạt cũng như theo dõi những cái advice, những cái recommendation của anh Vũ, hoặc là theo dõi thị trường, hoặc là đầu tư vô NTV Financial Group, thì quý vị sẽ có những cái cơ hội để làm ra thật là nhiều tiền lời. Và như anh Vũ cũng mới nói, để cho Thùy Linh tiếp lời một chút xíu cho vui, đó là anh Vũ nói là tất cả những cái gì nó cũng phải tạo ra cái brand name của nó và dựa trên quality. Thì NTV Financial Group cho tới thời điểm bây giờ, với cái show Kim Tiền Sát Phạt được rất là nhiều người ủng hộ theo dõi khắp các tiểu bang của nước Mỹ, và NTV Financial Group đã trở thành một cái thương hiệu mà mọi người được biết tới cũng như là tin tưởng trong suốt thời gian qua, và đã càng ngày càng có nhiều người investor đầu tư vô. Thì đây cũng là gọi là một cái brand name và một cái thành công của chúng tôi cũng như của anh Nguyễn Thanh Vũ nói riêng. Anh đã rất là giỏi, tại vì anh cũng tạo ra được một cái tên tuổi của anh với trong cộng đồng người Việt Nam. Nói riêng khi mà nói tới stock thì không có ai, theo Thùy Linh nghĩ là chưa có ai có thể qua mặt được anh Nguyễn Thanh Vũ.
Bởi vì ai cũng gọi tới và hỏi, ai cũng coi được cái show, cũng như là những ngoài show ở trên TV, chúng tôi còn có cả radio và những cái đài khác. Cho nên cái sự phổ biến của NTV Financial Group cũng như là những cái công việc mà của anh Nguyễn Thanh Vũ làm được phổ biến rất là nhiều trên media của hải ngoại cũng như là của cộng đồng người Việt Nam. Cho nên chúng tôi càng ngày càng được biết tới nhiều bởi quý vị, cũng như là quý vị contact lại và nghe được những người thân của mình hoặc là bạn bè giới thiệu. Cho nên Thùy Linh cũng thay mặt đây xin cảm ơn quý vị đã tin tưởng và ủng hộ cho anh Nguyễn Thanh Vũ cũng như Thùy Linh và NTV Financial Group nói chung, cũng như là show Kim Tiền Sắt và trong suốt thời gian qua, và hy vọng là vẫn tiếp tục được phục vụ quý vị. Và nếu quý vị có thắc mắc hoặc là muốn tư vấn thêm thì có thể gọi thẳng cho Thùy Linh 949-524-9352 hoặc gọi số phone có trên màn hình. Công ty sẽ có những nhân viên để tư vấn thêm cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Xin quý vị hãy giữ màn hình của Agent Go Media. Khi trở lại thì Thùy Linh và anh Vũ sẽ đem đến những thông tin về những cái cổ phiếu trong quarter thứ tư mà chúng ta đang mới bắt đầu bước vô, và những cổ phiếu nào có khả năng lên hoặc là có khả năng rớt thì quý vị sẽ, đây là những thông tin rất là bổ ích mà quý vị không nên bỏ qua. Xin quý vị hãy giữ màn hình của Agent Go Media và chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo của các nhà bảo trợ. Xin cảm ơn quý vị.